Xin chào mọi người đến với channel Nguyễn Hoàng Anh, ông trùm độ nhạy. Mình đã biết bí mật để gọi là nhạy hơn và dễ on shot hơn ngoài độ nhạy của các idol như Cooney hay là Đức Mõm này mọi người ạ. Mình xem thì mình thấy Đức Mõm bảo là nếu mà muốn bắn on shot tốt ấy, mà muốn gọi là nó tăng tỷ lệ hẹp vào đầu ấy, thì phải tắt việc cây đi. Anh em cứ nghe lời tắt việc cây đi, bắn sẽ dễ vào đầu hơn. Và anh em nắp thêm độ nhạy của thầy Đức Mõm này vào, bắn 100% auto headshot luôn nha mọi người. Việc cây này cộng độ nhạy này cộng skin súng này, tăng skin súng tăng không biết một tốc độ bắn hay hai tốc độ bắn ấy, nó sẽ dễ lên đầu với mọi người. Mấy hôm nay mình muốn lên nhanh danh sách đấu cuối mùa nên mình phải tìm những bản độ nhạy PC để cho nó gọi là bắn gọi là on shot 100% mọi người, nhưng mà chưa tìm bản nào. Đấy mọi người nhìn độ nhạy của thầy Đức Mõm chưa? Rồi mình sẽ test luôn. Đây là bản độ nhạy mới nhất nha mọi người, đây là bản độ nhạy mới nhất, nhưng mà không hiểu sao mình nắp và mình bắn vẫn nhảy luôn. Mình test mấy ngày hôm nay mấy độ nhạy PC của các idol mới này nhưng mà không thể bắn được. Hay là mình thử thay đổi nút bắn một tí xem là nó có ok hơn là để nút bắn 3 năm nha mọi người. Mình cho full 100 luôn. Ui ôi,